Chiều nay, đồng chí Trần Hồng Quảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban công tác dân vận quý 2, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số ban ngành của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất đánh giá, 6 tháng đầu năm 2022, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế xã hội. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác năm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành triển khai thực hiện đạt kết quả tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đối với công tác dân vận, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác dân vận, thường xuyên nắm bắt, kịp thời định hướng và quan tâm giải quyết tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị hợp pháp chính đáng của nhân dân, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và hội quần chúng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh. Bên cạnh đó, phối hợp thực hiện mô hình điểm dân vận khéo trong xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu gắn với hoạt động du lịch cộng đồng tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung triển khai thực hiện tốt. Công tác dân vận của chính quyền, các lực lượng vũ trang tiếp tục được triển khai hiệu quả, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, đảm bảo triển khai chất lượng, hiệu quả. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Hồng Quảng đề nghị các cơ quan đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao cần cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, trong đó tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận, trọng tâm là triển khai thực hiện hiệu quả kết luận hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, quy chế số 09 ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình, đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Thông chi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, các cấp, tỉnh Ninh Bình, gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng Bộ Tỉnh. Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung, hình thức hoạt động hướng về cơ sở, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo dân tộc, tình hình công nhân lao động ở các doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận lòng dân, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, thực hiện chương trình giám sát phản biện xã hội và đối thoại năm 2022 của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh. Lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện quyết định số 99 của Ban Bí thư và quyết định số 989 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hướng dẫn để các cấp ủy tổ chức đảng trong tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quan tâm phát triển đoàn viên, hội viên và các tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp, chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trong các tầng lớp nhân dân.